Bố cứ đường ngáo ngáo ra đập cho Pháp mới tỉnh. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì mọi người ơi, nay là anh em mình làm một cái bữa gọi là chân gà xả tắc mọi người. Đây cho mọi người xem chân gà này. Đây là anh em mình mua mọi người nhá. Chứ anh em mình không làm được, tại vì chân gà này loại thượng hạng nhưng mọi người, anh em mình không mua được cái chân gà to này đâu. Chỉ ở quán người ta mới mua được thôi. Thì nay anh em mình sẽ làm một cái mâm chân gà xả tắc để mà anh em mình ngồi ăn. Đây có cả thêm hai lon bia mình chuẩn bị đây mọi người nhá. Thì nay là anh em mình sẽ kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Nói chung là nay sẽ làm về cái chủ đề kể chuyện mọi người nhá. Mình sẽ kể cho mọi người một cái câu chuyện, đó chính là anh Sơn là trốn học lại còn rủ mình đi chơi lét nữa. Thì anh Sơn là hơn mình 7 tuổi mọi người. Lúc anh Sơn học lớp 12 là em học lớp mấy nhỉ? Hello mọi người nhé. Hay là hôm nay anh em mình không kể chuyện đấy được, kể ra ngại lắm hả? Ngại gì? Lúc đấy là anh Sơn học lớp 12 đúng không? Ừ. Thì em học lớp mấy nhỉ? Mày học lớp 6 thôi. 6, 7 gì đấy mọi người, đấy. Tầm đấy. Thế nhưng mà lúc đấy tầm lớp 5 là mình biết chơi lét rồi. Thế nhưng mà không phải đơn giản đọc câu chuyện là rủ mình đi chơi lét đâu, mà phải gặp nhau ở quán lét trước, xong rồi mới biết nhau là kiểu như là cũng biết chơi lét ấy, xong mới rủ nhau mọi người. Thì bây giờ là anh em mình sẽ ngồi ăn trước, xong rồi mình ngồi ăn trước mọi người nhá. Xong tí anh Sơn vào sau, xong rồi anh em mình sẽ kể chuyện cho mọi người nghe. Là cho Hoàng thử lớp trước. Đây là lớp chấm mình làm mọi người. Anh lớn đầu rồi mà kể chuyện này ra thôi chắc là ngựa phát chết luôn ấy. Mình mời mọi người nhá. Công nhận là thơm thật Hoàng ạ. Nước chấm này mình tự làm mọi người. Ở nước chấm ở quán nó không ngon, nên mình về mình tự đâm. Mình nghĩ ăn sẽ ngon hơn. Giòn lắm. Ngon đúng không? Đây là mình cắt thêm cà chua với dưa chuột sao? Dưa đắng à? Dưa đắng lắm. Thế như là cái miếng này bị đắng, nó ở cuối đoạn đít. Ngon đấy nhỉ. Ngon mà. Mình làm miếng dưa xong anh Sơn vào ăn mọi người nhé. Nói chung là được ấy, anh Sơn vào uống bia. Này chơi đẳng cấp. Bia Hà Nội mọi người. Mình lớn rồi mà nay 18 tuổi rồi. Nói chung là trước khi khai màn cái cuộc đụng độ ngày hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube. Thì tên kênh là Vợ Chồng Chen L mọi người nhé. Thì đây cũng là kênh của một người bạn của mình. Thì mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ bạn của mình mọi người nhé. Và link kênh bạn của mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ hai anh em mình chiến đấu thôi. Nào, hai ba rô cái đi. À, 1, 2, 3, rô. Mọi người thông cảm nhé. Tại vì anh em mình cũng nhận quảng cáo ấy để mà có thêm thu nhập để làm video mọi người xem. Rất là mong mọi người thông cảm nhé. Thôi bây giờ thì mời mọi người nhé. Rô lại phát nữa nào. 2, 3, rô. Thôi ăn đi anh ơi. Về thật đấy. Ở bên nhà kia người ta đang làm cái gì mọi người? Chính tỏ là thằng lái xe này lái là kém. Nó đi nó lái được 30 phút rồi chưa thấy nó dừng chân rồi mọi người. Nó lỗ lấy giờ. Ngon bên, bên nhà bác mình đang xây kiểu như bờ tường bao với các thứ chở nguyên vật liệu vào mọi người. Nên là hơi ồn một chút. Khoảng pha được chấm hơi cay. Cay mà. Ăn này phải cay mới ngon mọi người. Bắt tí tắc ăn cho nó thơm. Ngon đấy mà. Nghe cái tiếng xe ô tô bực mình ghê Hoàng nhỉ. Nó ồn mà. Chết rồi. Trời đắng rồi. Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện ngày hôm đấy là. Có nghĩa là hai anh em mình đi chơi không rủ nhau. Hôm đấy là bất ngờ là gặp nhau quán nét mọi người. Bất ngờ gặp nhau. Nhưng mà anh Sơn gặp mình ý, chả bảo gì mọi người ạ. Hôm đấy là mình cũng nghỉ học mà em trai mình cũng nghỉ học luôn. Hôm đấy là mình đi chơi cùng bạn. Lúc đấy là chơi game gì nhỉ? Half-Life nhỉ? Half-Life mình đột kích.
lúc đấy mình có cái con lích, lúc đấy là có quả 6 lồng vàng. Nói thật mọi người, lúc đấy có quả 6 lồng vàng quá là oai luôn. Thời đấy không có VIP đâu, chỉ có báu vật thôi. Chơi sướng lắm mọi người. Mà lúc đấy ui, cái thời đấy năm 2000 mấy mà mà quán net 5.000 một tiếng thì mọi người biết cắt cổ là đắt lắm. Đúng rồi. Thế là hôm đấy là mình đi chơi với thằng bạn, có hai thằng, ba thằng mọi người. Mình với một thằng ở gần nhà, nói chung là mấy thằng ở làng thôi, chơi nhau lên đấy chơi. Chơi quán net ở trên kia, ngay trên chỗ cầu sông nhà mình. Thì đấy, lên đấy chơi bắt đầu là mình có chơi đâu. Lúc đấy lên đấy nó còn hết máy ấy, mọi người ạ. Thế là mình mới thấy thằng anh mình nó cũng không chơi nữa, cũng chỉ đứng xem thôi. Nó đứng ở ở phòng trên, nó có hai phòng nhỉ? Nói thật mọi người, lúc đấy nghĩ sao mà nghĩ nó cũng nhục, sao nghiện nghiện đến cái mức độ là nếu mà không có tiền ấy thì đứng hoặc xem. Đứng xem, hoặc là không nào vào không có máy thì đứng xem. Mình nhớ có một thời còn có kiểu đong cả gạo đi cơ. Mình còn bố mình có cái dây đồng ấy, dây điện đánh cá ngoài sông ấy, cặt đốt luôn đấy. 150.000 một cân đồng mà. Hôm nay mày khoe nhá, em bảo với bố rồi. Nhưng mà thật mày làm thế á? Ừ. Chết thật. Cái thời đấy đi học ấy, bỏ cặp sách ra trong cặp toàn hột hạt gạo ấy, mì lông gà, nghĩ nó buồn cười. Nhưng mà đúng là ai cũng có cái thời tuổi thơ như thế đấy. Hôm đấy là gặp nhau mọi người. Thế là nhưng mà không nói chuyện với nhau đâu. Hình như anh Sơn gặp em xong anh Sơn đi đâu ấy nhỉ? Anh Sơn không dám ở đây đối mặt với mình. Thế là về anh em mình nói chuyện mà. Này tao gặp mày trên con net các thứ, thế là cũng hỏi chơi game gì mọi người. Giống như là mình làm anh ấy mà lại đi chơi điện tử ấy, em mình nói kiểu như là không gương mẫu ấy, nên là lúc ấy mình không nói đấy. Lúc về mới kể từ hôm đấy là hai anh em thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi điện tử, bắn đột kích, cứ tạo phòng riêng bắn ở ngã tư Tử Thần ấy, hoặc là hôm nào đông thì vào zombie bắn quái. Tại vì mình có quả 6 lông vàng ấy, nói chung là xoay vào trong cụi chó ấy, mọi người ngồi xoay cực chất luôn. Nó gọi là trong đấy gọi là cái gì ấy, người ta gọi là cụi chó, người ta hay gọi thế. Bạn nào chơi đột kích là biết. Mi hấp lai ngày xưa chủ yếu chơi hấp lai nhiều. Đúng rồi. Thế là hôm sau ấy mọi người. Ừ. Ừ, vô cái em kể tiếp. Rồi. Hôm sau mình chuẩn bị đi học thì anh Sơn ra đây là rủ mình đi chơi. Hôm đấy có cả anh gì bạn anh Sơn ấy mọi người. Thế là mấy thằng rủ nhau đi chơi mọi người. Thế là mình hôm đấy là mình cũng nghỉ. Từ lúc đấy là lao vào con đường nghiện ngập. Thế là mình nghỉ xong rồi chơi đến tầm 3 giờ mọi người ạ. Thấy mẹ hay bố lên tìm nhở? Bố. Bố lên nhưng bố không đánh mình. Ui bố đánh anh Sơn nha. Nói thật với mọi người, hôm đấy thôi để anh kể rồi. Ừ. Bình thường ấy, bố mình vào mà cái giống mình là gọi có tật giật mình ấy. Thế đang ngồi chơi, mấy anh em đang ngồi chơi với nhau, thế là cái cửa quán nó là bằng cái rèm mọi người ấy. Chiều hôm đấy kiểu như lắng nó chói trong đấy, người ta hạ rèm xuống ấy. Thế là bố mình lên, thế là bố mình rình, thế là lên bố mình vạch rèm ra phát, mình ngoảnh ra phát nhìn thấy bố mình luôn. Thế bố mình kiểu hất ấy tay này, vẩy tay này. Kiểu bảo đi về, bảo đi ra về. Đây. Ừ, không nói gì, không đánh mình ở quán. Mình về đúng đến cái bú tre ở chỗ sông, chỗ gần cổng nhà mình ấy. Ôi giời ơi, khiếp, bố mình vào lấy cái cành tre nó to bằng này vụt, phải nói từ bú tre về đến nhà luôn hôm đấy. Nói thật mọi người chứ tối đấy về không cả làm ngửa được, hôm đấy phải làm úp vụt đến mức độ sợ như thế luôn cơ mà. Đau lắm. Nhưng thằng em mình lại không bị đánh, thế mình cày. Mình không làm sao. Em bé thế ai đánh em?
Nhưng mà sau này lớn cơ, lúc đấy Sơn đi làm rồi thì bắt đầu đến được mình bị đánh. Thế xong rồi lại thằng Hoàng này nó lại có cái tính đẻo ở cái chỗ này. Nó về lại bảo mấy bố mình là tại anh Sơn rủ con đi chơi chứ con không muốn đi đâu. À. Thằng này đúng là hôm nay không nói đến thôi, nói đến lại tức mọi người ạ. Tức à? Tức ghê. Tức chứ. Xong bắt đầu là về sau rồi thì đến bây giờ cũng thấy thỉnh thoảng anh em mình vẫn ra quán nét chơi mà. Thỉnh thoảng, lâu lâu lắm đi lần. Đúng rồi. Có khi cả tháng, hai tháng. Ừ. Quên hết lick rồi. Quên hết mật khẩu lick rồi. Nhưng mà anh còn một lick ngon lắm. Mình có một cái lick đột kích gọi là phun báo vật luôn. Nếu một cái lick đột kích phun báo vật bây giờ chắc nó cũng chỉ còn tầm hơn triệu thôi. Hơn triệu giờ lick, lick nó rẻ không ấy mà. Mình đi chơi xong rồi bắt đầu đến đến lúc mình lớn mình trốn học đi chơi ác lắm. Cô giáo dẫn cả lớp vào tận nhà. Bố trói quanh cây đào vụt tới tấp, hai bố con nhìn kiểu như lái xe. Cô giáo nhìn bố đuổi con đánh còn chóng mặt, xong đến lúc vào còn sợ tí đái ra quần. Cô giáo vào sợ mà. Nói chung cái thời đấy của anh em mình rực rỡ ấy. Nhưng mà vui. Vui. Nhớ nhớ nhất cái cảnh là cảm giác mình chơi con game, mình kiểu như không biết lấy tiền đâu ra tiền, bán gà hay bán thóc hay bán gạo hay là bán đồng ấy. Nhưng mà được 10-20 nghìn phát nhá, chạy vào quán net ngồi xuống cảm giác như là mình, kiểu như mình ngồi vào cái máy massage ấy. Nhập tâm lắm, mình ngồi mình nhập tâm bắn sướng. Về nhà cứ thỉnh thoảng bồm vẫn bùm 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 headshot đấy, hoặc là double kill. Thỉnh thoảng đáp được quả bom fan hô đấy. Bố để cứ đường ngáo ngáo ra đập cho phát mới tỉnh. Nói chung là ngày xưa vui nhỉ. Con ca ca em tưởng con chăn cơ. Ca ca mà ca ca lên từ lễ về. Quá tuyệt vời rồi mọi người. Ăn không ăn cái này sướng thật. Ngon nhỉ. Nước chấm em làm ngon nữa. Quá đỉnh luôn. Cái nước xả tắc này. Đấy. Chua chua ngọt ngọt mọi người ạ. Nào, rồi. Rồi. Làm hơi sâu sâu à. Nắng rồi mọi người. Nắng to ấy. Ôi. Uống bia cái ạ. Mọi người mới anh em mình kể gì mọi người cứ bình luận nhá. Thôi chắc là mình cũng xin dừng clip đây thôi mọi người ạ. Nắng quá. Nói chung là nắng cũng không phải nắng mà clip của mình cũng khá là dài rồi. Thì bọn mình không có gì thay đổi thì ngày mai bọn mình sẽ làm clip ăn mừng 70.000 người đăng ký. Tại vì là mấy hôm nay trời nó mưa mọi người. Mình chưa mua được đồ nữa. Mai là mình mua một cái bí mật gọi là con gọi quái thú. Mai là mình lướng một con quái thú để ăn mừng 70.000 người đăng ký. Thì mọi người mai cùng theo dõi clip của mình nhé. Bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở clip ngày mai. Bye bye.